Nhà máy nhiệt điện gần 2 tỷ mỹ kim sắp thành sắt vụn vì thiếu 2.000 tỷ đồng, thưa quý vị. Báo Vietnamnet ngày 6 tháng 9 năm 2019 loan tin, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã được hoàn thành hơn 84% với tổng số tiền là 32.000 tỷ đồng, đang đứng trước nguy cơ trở thành đống sắt vụn vì thiếu 2.500 tỷ đồng. Ông Bùi Sơn Trường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây lắp Đờ Dầu Khí Việt Nam là tổng thầu dự án cho biết, đầu năm 2019 đến nay, hoạt động của dự án này chỉ là duy trì, bảo dưỡng và thiếu tiền do vướng mắc về cơ chế tài chính. Theo như ông Nguyễn Hoàng Lâm, Phó trưởng Ban cai quản dự án, thì dòng tiền đầu tư cho dự án đang bị tắt nghẽn. Tổng mức đầu tư của dự án là 41.799 tỷ đồng, trong đó 70% là vốn vay, 30% vốn của chủ sở hữu. Cho đến nay, thì việc tiếp tục gia hạn giải ngân phần vốn vay ngoại quốc vẫn chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý. Còn nguồn vốn vay trong nước thì các ngân hàng vẫn chưa xem xét, cấp tín dụng, nguyên nhân là do vượt hạn mức và dự án chưa được đưa vào danh sách cấp tín dụng. Ông Lâm cho rằng hiện dự án chỉ cần khoảng 2.500 tỷ đồng là có thể hoạt động và số tiền này không phải là lớn so với tổng vốn đầu tư. Nhưng nếu không có nó vì cơ chế không được gỡ bỏ thì dự án có nguy cơ trở thành đống sắt vụn. Ông Nguyễn Thanh Lương, Phó Ban điều hành dự án cho hay, dự án không chỉ thiếu tiền để tiếp tục thực hiện phần công trình còn lại mà còn nợ lương các nhà thầu, dẫn đến việc công nhân phải nghỉ việc vì không được trả lương. Cuối cùng, nếu dự án trên phải trở thành đống sắt vụn thì 32.000 tỷ đã đầu tư vào đống sắt vụn sẽ được chia đều trên đầu hơn 90 triệu người dân Việt Nam với tên gọi là nợ công.